Nam em nhận lỗi với người thân sau 10 năm mắc bệnh tâm lý. Nam em nhận thức rõ về tình trạng bệnh tâm lý của mình đã gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Trong bài đăng mới nhất, nam em nhắc về căn bệnh tâm lý kéo dài suốt gần một thập kỷ và mãi đến hiện tại, cô mới nhận thức được mức độ ảnh hưởng của căn bệnh đến những người thân xung quanh. Trên trang cá nhân, nam em chia sẻ, cuối cùng đến bây giờ, tôi mới hiểu được cảm giác của người thân đã phải chịu đựng tôi như nào. Gần một thập kỷ, tôi đã chiến đấu với căn bệnh tâm lý của mình và cuối cùng vẫn là do cách mình nhìn nhận một vấn đề quá cực đoan. Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cũng cho biết, cô quyết định thay đổi cách sống và suy nghĩ tích cực hơn để không chỉ giúp bản thân mà còn góp phần mang lại bình yên cho những người xung quanh. Từ nay, tôi phải cố gắng sống tích cực và suy nghĩ tích cực để giải cứu thế giới. Vì cuối cùng, rắc rối từ tôi mà ra. Nếu như tôi quay trở lại bình thường, thì thế giới mới bình yên được, nam em viết trong bài đăng. Trước đó, nam em từng tiết lộ việc mắc ba căn bệnh tâm lý gồm rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ và rối loạn lưỡng cực. Những căn bệnh này đã gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần của cô, khiến cô thường xuyên lo lắng quá mức, hoảng sợ và mất ngủ. Tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm, thậm chí đã khiến nam em phải nhập viện vào năm 2020 để điều trị. Năm 2016, trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Trái đất, nam em đã phát hiện bản thân mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu. Cô chia sẻ về những đêm mất ngủ triền miên, sụt cân và sự ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực. Những căn bệnh này đã khiến nam em không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, thường xuyên rơi vào trạng thái hoảng loạn khi phải đối diện với các vấn đề ngoài mong đợi. Năm 2020, nam em nhập viện vì tình trạng bệnh trở nặng. Cô phải điều trị bằng thuốc kết hợp với liệu pháp tâm lý, nhưng những khó khăn vẫn cứ tiếp tục bám theo cô. Nam em phải thừa nhận rằng bản thân rất sợ ở một mình, vì những lúc đó cô thường xuyên bị hoảng loạn và phải vào viện để cảm thấy an toàn. Ngoài các vấn đề tâm lý, nam em đã phải trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ ly hôn khi cô chỉ mới 3 tuổi. Trong khi chị gái song sinh nam anh ở với mẹ, nam em lại sống với bố tại nhà nội. Những biến động trong cuộc sống gia đình đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của nam em, góp phần khiến cô dễ mắc các chứng bệnh tâm lý về sau. Tình trạng sức khỏe của nam em luôn được người hâm mộ quan tâm, đặc biệt là sau những lần cô phải nhập viện điều trị. Dù đã trải qua quá trình điều trị dài hạn và tốn kém, nhưng nam em vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua những căn bệnh này. Điều này khiến cô không chỉ mệt mỏi về tinh thần mà còn kiệt quệ về thể chất.